Xin chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại sân Tam Nông, nơi mà đội tuyển U23 Indonesia đang tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với U23 Timor Leste. Và chúng ta hãy cùng chứng kiến xem là sau quãng thời gian nghỉ vừa qua thì U23 Indonesia họ vượt qua cái nỗi đau thua U23 Việt Nam tỷ số 0-3 như thế nào, và hãy cùng xem U23 Indonesia chuẩn bị như thế nào cho trận đấu với U23 Timor Leste. Một trận đấu được xem là bước ngoặt để hướng tới việc U23 Indonesia phục thủ U23 Việt Nam ra sao. Theo như đúng như huấn luyện viên yêu cầu, đó là sẽ cố gắng tìm cách hạ gục được Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 31. Tại thì mình đang thấy rằng là huấn luyện viên Shin Tae-yong đang cầm một cái sa bàn và ông muốn là các cầu thủ quay xung quanh mình, và có thể đây là một cái sự ủ mưu của huấn luyện viên Shin không. Huấn luyện viên Shin Tae-yong thì đang dùng cái sa bàn để bắt một con ếch. Chúng ta nhìn thấy là đám mặt con ếch ạ. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đang cố gắng, tất cả đội đang cố gắng đi tìm và bắt con ếch. Rất buồn cười mọi người ạ. Ông bắt được con ếch rồi. Đây, ông đang cố gắng là ném con ếch ra ngoài. Vẫn chưa xong. Con Shin Tae-yong đang cố gắng là bắt con ếch ra ngoài đây. Mọi người nhìn thấy không ạ? Và ông cầm giáo án và ông đang đi trêu các cầu thủ, các trêu thành viên của mình. Hành động rất là buồn cười, nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là cái sự thoải mái trong suy nghĩ của Shin Tae-yong. Dường như thất bại với tỷ số 0-3 của đội tuyển trước tuyển U23 Việt Nam không khiến cho Indonesia cái bận tâm nữa. Và họ đã tìm lại cái tinh thần và chuẩn bị cho trận đấu với cả U23 Timor Leste, lượt trận thứ hai của họ. Cái quãng thời gian kéo dài khoảng 3 đến 4 ngày vừa qua là đủ để U23 Indonesia vượt qua được những cái khó khăn, những cái sức ép mệt mỏi để có thể hướng đến trận đấu với cả U23 Timor Leste một cách rõ ràng nhất, đẹp nhất. Trên báo Indonesia ngày hôm nay thì Shin Tae-yong có nói đến việc là U23, ông sẽ hẹn U23 Việt Nam ở một trận tái đấu là trận chung kết SEA Games năm 2021. Cách đây 2 năm ở SEA Games 30 diễn ra tại Philippines thì U23 Indonesia cũng đã thua ở vòng bảng và gặp lại Việt Nam ở trận chung kết và cũng đã thua. Ok, như vậy là phần đầu tiên khi mà Shin Tae-yong có yêu cầu các cầu thủ là cùng nhau là thể hiện sự quyết tâm. Cầu thủ U23 Indonesia thì đã tìm lại cái sự phấn chấn, và ngày hôm nay thì họ chào đón sự trở lại của Asnawi. Tuy nhiên thì Ekan Bagot, cầu thủ chủ lực của U23 Indonesia, trung vệ đang thiếu ở châu Âu, vẫn chưa thể hội quân với cả đội U23 Indonesia luôn. Thì huấn luyện Shin Tae-yong đang đi xung quanh. Hôm nay ông khá là hào hứng vui vẻ luôn ấy. Ngay từ đầu tiên thì ông tham gia đá bóng với cả hậu trợ lý của mình là phiên dịch. Sau đó thì ông lại tiếp tục là đi dọa một con cóc ở trên sân Tam Nông luôn. Mọi người cảm thấy chi tiết rất là thú vị mọi người ạ. Bây giờ thì ông Shin Tae-yong thì đang chơi đá bóng với cả một trợ lý Hàn Quốc của mình. Dường như là cái tâm lý của ông, đấy chúng ta nhìn một động tác vê bóng của ông Shin Tae-yong. Đây, chúng ta nhìn thấy là các cầu thủ U23 Indonesia đang ở phần đầu khởi động. Ngày hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp họ có một cái phần nghỉ ngơi trước khi trận đấu diễn ra. Chúng ta đã nhìn thấy có 1 đến 2 cầu thủ của U23 Indonesia thì không tham gia tập luyện mà họ tập riêng. Chúng ta vẫn chưa biết những cái tên này là những ai, nhưng dường như là đã có một vài những cái liên quan đến chấn thương của hai cầu thủ này. Hiện tại thì một thủ môn và một cầu thủ thì chỉ đi bộ bên ngoài thôi. Mặc dù vậy họ vẫn đeo giày thi đấu. Đấy thì có thể là các cầu thủ này vẫn sẽ tham gia thi đấu được với trận đấu với Timor Leste nha mọi người. Indonesia họ rất là thoải mái và rất là tươi cười. Đấy, ngay cả trong những buổi tập thế này thì họ vẫn duy trì được một cái sự thoải mái nhất định. Dường như là thất bại trước U23 Việt Nam không còn khiến cho Indonesia phải bận tâm nữa. Họ vẫn còn tới 3 trận đấu nữa trong tay và họ vẫn còn có cơ hội để kết thúc bảng đấu này ở một vị trí tốt. U23 Indonesia sẽ còn gặp đối thủ trực tiếp, đó là U23 Philippines. Huấn luyện viên Shin Tae-yong thì bên ngoài đang lắng nghe và theo dõi các cầu thủ U23 Indonesia tập luyện nha mọi người. Hiện tại thì các bạn một nhóm thì đang tập luyện với bóng, nhóm còn lại thì đang di chuyển khởi động bên ngoài. Đó, chúng ta có lẽ tín hiệu đã tốt hơn rồi mọi người ơi. Terima kasih fan Indonesia. Tại chúng ta đang có mặt ở sân Tam Nông, nơi mà U23 Indonesia trước kia từng khá là phàn nàn chất lượng ở sân này. Tuy nhiên thì trong 1-2 ngày vừa rồi thì chúng ta cũng không thấy là Indonesia họ phàn nàn nữa, và họ chấp nhận việc tập luyện ở đây và thích nghi dần với hoàn cảnh. Mình nghĩ rằng là trước kia thì Indonesia họ cũng từng bố trí cho Việt Nam mình tập luyện ở một số cái khu vực nó cũng rất khó khăn. Rồi thì chúng ta thấy rằng là người hâm mộ khi mà đội Indonesia họ phải sang làm khách Việt Nam thì họ cũng đang trải qua những cái khó khăn nhất định. Và đây chính là thử thách của các đội khách. Người ta vẫn nói rồi, vượt qua thử thách mới trở thành nhà vô địch được. Và ngay cả huấn luyện viên Shin Tae-yong, ông cũng đang tập luyện với bóng luôn, chứ không hề có chuyện là nghỉ ngơi.
chúng ta nhìn thấy rằng là sự đồng hành của Shin Tae-yong trong từng động tác tập luyện là rất rõ ràng. Có cảm giác rằng ngày hôm nay là một ngày mà huấn luyện viên Shin Tae-yong rất thoải mái luôn ấy. Họ ông liên tục là tập luyện với bóng này, tập luyện các thao tác khác nhau này, chơi đùa với bóng này, thậm chí còn trêu đùa một con ếch ở trên sân Tam Nông nữa. Chúng ta thấy rằng là huấn luyện viên Shin Tae-yong đang tìm thấy được những cái sự ngẫu hứng nhất định để giúp cho cầu thủ Indonesia họ có thêm sự tự tin hướng đến trận đấu với cả Timor Leste cũng như các trận đấu với Philippines hay là Myanmar. Chúng ta nhìn thấy là huấn luyện viên Shin Tae-yong đang rất ngẫu hứng. Tuy nhiên pha dứt điểm này của ông Shin Tae-yong lại không thành công mất rồi. Ông Shin Tae-yong thì có yêu cầu ném lại để ông phải thực hiện lại một động tác. Sự ngẫu hứng của Shin Tae-yong như mình đã nói rồi là đem đến cho các cầu thủ U23 Indonesia một cái sự phấn khích nhất định và hướng đến một trận đấu có lẽ rằng là sẽ là một bước ngoặt lớn cho U23 Việt Nam, bởi vì với một chiến thắng trước Timor Leste thì các cầu thủ Indonesia sẽ tích cực hơn rất nhiều để có thể là bám đuổi với Philippines và Việt Nam trong việc là giành vé vào vòng bán kết. Shin Tae-yong vẫn đang theo dõi bám sát các cầu thủ nha mọi người ơi. Ông vẫn đang quan sát để ông lắng nghe xem các cầu thủ U23 Indonesia tập luyện như thế nào. Lại là một động tác tâng bóng của Shin Tae-yong. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang có giai đoạn đầu trong phần khởi động khá là thoải mái. Có thể chúng ta sẽ nhìn thấy những động tác chơi bóng của Shin Tae-yong, một cựu cầu thủ cũng có tiếng ở bóng đá Hàn Quốc nha mọi người. Đây là những động tác về bóng giật gót lại của Shin Tae-yong. Để chúng ta nhìn thấy là ông còn thực hiện những tình huống đảo bóng, lừa bóng qua một mình, tự lừa bóng. Rất là thú vị. Đấy, chúng ta nhìn thấy hàng loạt những động tác bắt chiếc kỹ thuật cá nhân của Shin Tae-yong. Mọi người ủng hộ mình nha. Thì hiện tại thì bọn mình đã đi di chuyển từ Tam Nông, từ trung tâm Việt Trì đến Tam Nông với taxi trị giá gần 300.000 đồng để có thể đến tận đây để cùng theo dõi với cả các cầu thủ U23 Việt Nam, U23 Indonesia. Qua đó chúng ta có thêm những nghiên cứu về đối thủ rất tiềm năng có thể gặp lại chúng ta ở trận chung kết